Người duy nhất có thể cứu bé Lavi lúc này là bố ruột Phùng Ngọc Huy. Đó chính là lời khẳng định của nam ca sĩ Take Minh Huy, người bạn thân thiết bên cạnh Mai Phương sau khi chứng kiến những rùm beng sau sự ra đi của diễn viên quá cố. Nhà nghệ sĩ tên tuổi đồng loạt lên án, bày tỏ sự bất mãn trước câu chuyện về những ngày cuối cùng của nữ diễn viên quá cố Mai Phương. Dù đau lòng nhưng nhiều nghệ sĩ buộc phải lên tiếng để nói về những câu chuyện cuối đời và di nguyện của Mai Phương với mục đích bảo vệ cho bé Lavi, cô con gái nhỏ chưa tròn 7 tuổi của nữ diễn viên quá cố. Mới đây, trên trang cá nhân của nam ca sĩ Take Minh Huy, người bạn thân thiết luôn kề cận bên Mai Phương và nắm rõ nhiều thông tin về cô, đã chia sẻ những điều cực kỳ quan trọng liên quan đến việc ai sẽ nhận nuôi bé Lavi sau khi Mai Phương qua đời. Take Minh Huy là người bạn chơi chung với Mai Phương từ lớp 10, diễn chung một vũ đoàn rồi khi cô đi hát, anh là người giúp biên đạo múa cho nhóm. Cả hai thậm chí còn kinh doanh chung một shop thời trang. Khi chứng kiến Mai Phương quá khổ sở vì vừa mang trong mình bệnh tật vừa phải chăm con, Take Minh Huy đã nhờ bạn bè hỗ trợ giúp đỡ diễn viên vượt qua thời gian khó khăn. Anh khẳng định người nghe Mai Phương tâm sự nhiều nhất lúc cuối đời chính là mình chứ không phải ai khác. Phương không thuận với mẹ nên từ nhỏ đã không ở với gia đình mà thường xuyên thay đổi nhà vì không ở được với ông bà. Người ngoài gọi là khắc khẩu. Thậm chí khi biết có bầu Lavi, bà còn bắt nó uống thuốc chuột vì sợ bị thiên hạ dị nghị. Thời gian bệnh bà còn mang cháu hư để tủ lạnh cả tuần, ăn xong phải đi cấp cứu. Đến lúc vào viện mới phát hiện bệnh thì người nuôi bệnh là hai bạn song sinh và bạn bè thay nhau chăm sóc. Người nhà chỉ đến cho có mặt chứ không giúp gì, từ việc mua đồ ăn, giặt giũ, đưa đón con đi học đều là hai bạn giúp việc và bạn bè lo lắng. Còn nhớ giúp việc nhờ bà mua một tô phở thì bà còn ngửa tay ra xin tiền 200 ngàn từ giúp việc. Take Minh Huy chia sẻ thông tin cực sốc về mẹ của Mai Phương. Theo nam ca sĩ này, mẹ ruột của Mai Phương nhiều lần kéo hội thánh vào làm loạn ở bệnh viện nơi nữ diễn viên đang điều trị để đọc kinh, với nguyên nhân bệnh ung thư bệnh viện chữa không hết, chỉ có theo Chúa Trời đọc kinh tự khắc khỏi bệnh. Bà còn thường xuyên tiếp cận những bạn bè thân cận bắt Mai Phương theo hội thánh và thậm chí ép giúp việc phải đọc kinh thánh khi ở gần nữ diễn viên. Về di chúc, Take Minh Huy còn cho biết ban đầu Mai Phương di nguyện để con gái lại cho hai người bạn hỗ trợ chăm sóc. Sau đó dự định ký giấy từ con để nhờ sư cô tìm gia đình nào đó bên Mỹ nhận nuôi, cho bé đi nước ngoài. Còn ngôi nhà sẽ để lại cho ông bà ngoại. Bé Lavi có một cuốn sổ tiết kiệm khi mẹ mất. Mặc dù muốn gửi con cháu Thanh Vân, Trương Bảo Như và cả Tây Kỳ nuôi, nhưng Mai Phương chăn trở, sợ phiền vì ai cũng có gia đình riêng. Đặc biệt Mai Phương sợ bà ngoại sẽ đến làm loạn, chửi bới những ân nhân của mình nên không dám gửi con cho ai, trong di chúc. Di chúc này thậm chí được làm khi đang cấp cứu, phải ghi trong toilet có Như và hai người bạn song sinh chứng kiến. Vì trước đó mặc dù trị bệnh cũng một năm, nhưng vì chưa tìm được phương pháp nào tốt nhất cho Lavi, nên Phương chưa làm di chúc nào cả. Take Minh Huy chia sẻ, những góc khuất về cuộc sống của Mai Phương bên người mẹ ruột được người bạn thân thiết tiết lộ. Sau gần 2 lần điều trị có khả quan, Mai Phương được về nhà và dành nhiều thời gian hơn cho con. Ông bà ngoại ngày nào cũng qua chơi với nhau, nhưng cốt yếu là để đọc kinh, lén lút vứt hết những gì liên quan đến Phật Pháp của Mai Phương. Toàn bộ bạn bè đến nhà đều bắt phải khuyên Mai Phương theo hội thánh mới mau hết bệnh. Bạn bè ai cũng ừ cho qua rồi né hết. Phương cũng không muốn ba mẹ qua nhưng cũng tội vì ông bà chỉ có một người con, mà giờ tách luôn cháu khỏi ông bà thì khổ thân ông bà, không còn ai, nên mới chịu nhìn để ông bà sang mỗi ngày để gần cháu cho có tình cảm gia đình. Nam ca sĩ Take Minh Huy khẳng định khi tỉnh táo, Mai Phương đã tìm luật sư để tham khảo ý kiến viết di chúc. Tuy nhiên, hoàn toàn không đề cập đến việc sẽ để con cho ông bà ngoại nuôi. Nữ diễn viên quá cố đã nói rõ trong cuộc họp gia đình rằng ông bà đã có tuổi và không có đủ khả năng nuôi cháu. Về phía luật sư có tư vấn, nếu mất thì người thân duy nhất là ông bà sẽ nuôi cháu. Tuy nhiên, luật sư cũng khẳng định thêm là ba của Lavi nếu về thì hoàn toàn có khả năng giành nuôi con. Nhưng Huy còn kẹt giấy tờ bên Mỹ, lúc Tết có thông tin cũng đang lo giấy về. Giờ thì bị dính dịch corona cho nên các chuyến bay đều hủy không về được. Phương hoàn toàn không có di nguyện để con lại cho ông bà nuôi như lời báo chí đăng tải và cũng không thể hiện điều đó trên di chúc. Điều này phải check lại phía luật sư xem bản di chúc cuối cùng giữa anh và Mai Phương vì bạn bè và người giúp việc gần như không ai được thấy. Take Minh Huy chia sẻ, người bạn thân cho biết điều anh ân hận nhất đến hiện tại là khuyên Mai Phương nên làm lành với mẹ vì hai mẹ con đã khẩu chiến cả đời khổ sở. Cuối đời nên vui vẻ bên ông bà để bớt đau buồn. Thậm chí Take Minh Huy còn khuyên Mai Phương nếu còn sức thì cũng nên đi hội thánh cho mẹ vui, vì ngày nào bà cũng càm ràm la lối.
Nếu đức tin Phương đủ mạnh về Phật Pháp thì đi một hai ngày cho gia đình yên ổn chắc không sao. Nào ngờ quyết định làm lành với gia đình này của Phương đã khiến cho nó bị tẩy não. Từ trước Tết khoảng một tháng thì bắt đầu tham gia hội thánh và bi kịch cuộc đời nó bắt đầu bị tẩy não từ đây. T.K. Minh Huy khẳng định người duy nhất bây giờ có thể cứu bé Levi ra khỏi địa ngục trần gian kia chính là bố ruột của bé, ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Trường hợp Phùng Ngọc Huy không thể về, có thể ủy quyền cho luật sư giành quyền nuôi con và Levi khi được cứu ra có thể ở với Úc, với Trương Bảo Như, hoặc nếu họ vướng bận gia đình thì có thể về ở với Taka. Mình và tất cả bạn bè, các anh chị em nghệ sĩ đều không ngại nuôi Lavi và sẽ đồng hành cùng con trong đoạn đường sắp tới. Điều cuối cùng bây giờ cần làm là phía ba của Lavi ủy quyền cho luật sư để giành quyền nuôi con. Công an, hội bảo vệ phụ nữ và trẻ em vào cuộc để chứng minh bệnh lý của người bà, để đưa vào trị liệu tâm thần là điều cấp bách. Lavi ở lại với ông bà thì vẫn sẽ nuôi thôi, nhưng bà đã phát biểu trong đám tang là sẽ cho Lavi nghỉ học trường quốc tế và lôi vào hội thánh để học. Nếu để bé trong tay người bà như vậy, một người sẵn sàng tiêm thuốc cho con mình không hỏi ý kiến bác sĩ, liệu đó có phải là liều thuốc quyết định để đẩy Mai Phương đến ngày hôm nay không? Vì cần chính quyền vào cuộc. Còn Lavi ra đời có rất nhiều người giang tay ôm lấy con, T.K. Minh Huy chia sẻ. Và bên cạnh đó thì nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, siêu mẫu Xuân Lan, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người mẫu Lê Thúy v.v. đều bày tỏ sự đồng tình với ý kiến từ nam ca sĩ T.K. Minh Huy.